Ông Duy Vọng Cường có ý kiến gì về cái nhận xét của ông Đô Kỷ về cái vấn đề? Anh có cho rằng một người làm báo có quyền có những quan điểm chính trị riêng tư của mình không? Họ có quan niệm, nhưng họ phải khi mà hoạt động như vậy á, nó mâu thuẫn chứ. Anh có quan niệm, có lý tưởng chính trị, ý tưởng, nhưng khi anh hoạt động, anh nắm một cái chức vụ trong cộng đồng hay là đi đấu tranh này nọ, mà khi anh ngồi như vậy, tôi nghĩ nó không hợp lý, nó không hợp tình. Anh không thể vừa thổi cò vừa hít sáo được. Tôi xin phép đề nghị thí dụ, như tôi làm sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời tôi cũng là một nhà báo, giả thử tôi có người được đưa tôi vào mật khu để phỏng vấn một cái cấp lãnh đạo cộng sản, tôi có nên làm hay không? Khi anh làm như vậy, anh không thể làm cái vai trò và đấu tranh được. Tại vì khi anh đóng vai trò nhà báo rồi, tất nhiên là cái chỗ đứng nó conflict, nó mâu thuẫn với nhà đấu tranh. Do đó anh phải có chọn một trong hai. Anh có quyền phản ứng, nhưng anh không thể mà vừa huýt sáo vừa thổi còi được. Tôi nghĩ tại vẫn chưa trả lời câu hỏi tôi là tôi có quyền vừa làm nhà đấu tranh, nhưng khi tôi ngồi phỏng vấn, tôi là mang tư cách và sự trung thực người làm báo được không? Có quyền là của anh, nhưng quần chúng và những người mà nhân dân họ sẽ đặt vấn đề và họ nghi ngờ anh và họ tải chay anh. Có quyền ai cũng có quyền ấy. Ngã có Nguyễn Văn Hùng, nó ngồi là có quyền của nó. Nhưng rồi anh sẽ thấy, cũng giống như Nguyễn Công Viên, bắt trước đó tôi làm MC. Tôi có quyền làm cho người quốc gia, tôi có quyền phải giới thiệu tổng lãnh sự cộng sản, nhưng rồi anh thấy bằng chứng là kết quả là bao nhiêu cái show bị tẩy chay, đó là vấn đề. Trước kia anh là người tranh đấu rất tích cực chống lại tờ báo Việt Nam Ly để cho tờ Việt Nam Ly là một tờ báo thân công. Sau đó anh đã từng cộng tác và viết bài cho Việt Nam Ly về tư cách của anh ở thế người đấu tranh hay tư cách người làm báo. Các câu hỏi anh đã xa từ đầu, ok. Ngày xưa tờ báo Việt Nam Ly tôi nhìn nhá, là đăng những cái bài có lợi cho cộng sản nhiều, mà những bài quốc gia này nọ không có nhiều, không có, và tôi không thấy. Do đó tôi nghĩ tờ báo Việt Nam Ly hồi xưa là tờ báo một chiều, tuyên truyền cho cộng sản, làm lợi cho cộng sản và đồng bào biểu tình, cả ngàn người biểu tình báo Việt Ly, chứ không phải một mình tôi. Tôi đang trả lời. Bây giờ từ ngày mà tôi gửi bài, tôi đăng bài phỏng vấn với Việt Ly, tôi thấy tờ Việt Ly là tờ báo diễn đàn chung, đưa hai chiều, một cơ quan truyền thông, một diễn đàn. Do đó chính vì vậy mà tôi gửi bài thì chấp nhận phỏng vấn, do đó nó khác, hai cái khác nhau. Trước đây anh hiểu lầm. Không, để tôi xin, tại vì nói tới Việt Ly tôi xin một phút. Anh đóng cửa. Là sau khi mà cái vụ biểu tình ấy xảy ra, cái này quý vị có thể thấy được, tôi đã quyết định để cái slogan của Việt Ly một cách rõ ràng, và tôi quyết định một cái hướng rõ hơn là sự thật và diễn đàn. Đúng. Và đó là cái điểm đúng mà khác biệt. Chính vì vậy mà tôi thấy nó khác, do đó tôi thay đổi thái độ. Không. Cộng sản bây giờ nó vẫn là như cũ, do đó như chưa có sự thay đổi nào cả. Câu hỏi của tôi là trước khi anh chống đối tờ Việt Nam Ly, rồi thì lúc đó anh làm nhà tranh đấu. Sau đây khi anh viết tờ Việt Nam Ly, thì anh trở thành một nhà báo. Không. Anh có quyền làm hai việc. Không, tôi không làm nhà báo. Tôi nhà đấu tranh. Ông Việt Ly xác nhận các tôi có gì nào tôi nhân dân thì nhà báo đâu. Tôi không thấy ông Ngô Kỳ là nhà báo. Trước giờ vấn đề tên ông là nhà đấu tranh. Năng. Cái đó là cái điều mà nhà đấu tranh này được. Cái hành động đó nó tách riêng ra chứ. Tách riêng ra, tôi có một cái hành động là người nhà đấu tranh thôi chứ. Nhà đấu tranh cũng có quyền viết bài phải không thưa ông? Dạ. Nhà đấu tranh cũng có quyền viết bài phải không? Bài là một phương tiện đấu tranh mà. Tôi thấy rằng ông Ngô Kỳ trước sau như một vẫn là nhà đấu tranh, nhưng sợ gì ông chọn diễn đàn Nguyễn Ly, và ông tin rằng diễn đàn Nguyễn Ly tôn trọng trung thực. Bằng chứng trong số báo này luôn, ông đã lên án rất nhiều bên phía Việt Nam, ông đã làm poster để mà chống cái vấn đề mà ở Việt Nam chúng tôi vẫn đang đó. Thì cái bằng chứng đó nó cho thấy rằng chúng tôi tôn trọng diễn đàn sự đúng thật. Rồi bây giờ cho tôi hỏi ông Nguyễn Mạnh Cường, cái ý ông Nguyễn Mạnh Cường về cái ý ông Ngô Kỷ đối với ông Nguyễn Phương Hùng như vậy thì ý ông như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng thì là ông Ngô Kỷ hơi khắt khe đối với lại ông Nguyễn Phương Hùng, và ông lại không khắt khe với ông đấy, phải không ạ? Cái câu chuyện bây giờ lại nói ví dụ như là nói về tổng lãnh sự này, ông cứ nói rằng là nó nhất định là nó xấu như vậy. Nếu nó xấu như vậy thì nó đã không ra đây. Nó xấu như vậy, nó đã không nghị quyết 36. Nó xấu như vậy thì nó đã không chấp nhận ra đây để mà ấy. Phải nhìn nhận rằng thì là
nó cũng thay đổi thái độ. Và ông Hùng nào có hai ông Hùng à? À không, ông đại sứ này, ông đại sứ này. Cái câu hỏi là còn ông Nguyễn Phương Hùng này thì tôi thấy rằng thì là ông này, ông ấy thay đổi thái độ mà ông không cho ông Nguyễn Phương Hùng đội mũ này đã thay đổi thái độ, thì tôi thấy rằng thì là cái câu chuyện đó. Ok, bây giờ ông nói nó ra đây, thằng ăn cướp, thằng hiếp dâm này nọ mới công khai ngoài đường mà, chứ đâu có đâu vô ở trong trong hiểm nó hiếp dâm hay ăn cướp, ăn cướp ngoài đường thì thằng cộng sản đó nó lưu manh này nọ ra ngoài đường là bình thường, có gì đâu. Ông nghĩ là người ra ánh sáng ngồi ra ngoài đường là họ đàng hoàng à? Ngay cả tư cách ông ngồi như vậy chưa chắc ông đàng hoàng á. Còn ông Nguyễn Phương Hùng, tôi đặt vấn đề á là ông Nguyễn Phương Hùng á là ẩm lẫn lộn giữa là người đấu tranh lãnh tụ cộng đồng nhân sĩ này nọ và nhà báo, do đó tôi muốn rõ ràng clear và ông cô cộng đồng sẽ có thái độ với ông ta. Bằng chứng cũng giống như Nguyễn Thị Duyên cũng lắp liếm, mà từ làm MC quốc gia cũng được, cộng sản cũng được, và bao nhiêu người tẩy chay Nguyễn Thị Duyên do đó chính vì vậy mà người ta lên nhắn ông bạn, kể cả cái tẩy chay đó chưa chắc đã đúng nè. Cái tẩy chay đó là cái chuyện khuất phục cái sự che giấu của cộng đồng, cái tẩy chay đó cho nên các báo đã không chấp nhận họ. Chính cái bầu không khí ô nhiễm này nó làm cho người ta phải xa lánh nó. Ông rất là bao thủng, hồi nãy ông nói là chúc giữ cho quê hương rồi ta, quê hương tốt. Rồi cuối cùng tôi rất là ngạc nhiên, ông là bỏ Việt Nam ông qua đây. Tẩy chay cái buồn Nguyễn Cao Kỳ Duyên đó. Tẩy chay Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ấy hồi nãy tôi nói tẩy chay Nguyễn Cao Kỳ Duyên đó. Cổ nói là cổ MC, cổ có quyền làm có bổn phận người cho tưởng người MC quốc gia. Cuối cùng hậu quả là cổ rất là bị tẩy chay và rất là phản đối sau cái trận mà có thiệt hại. Và ông cô Nguyễn Phương sẽ đặt khi mà đồng bào tẩy chay, ông nói tẩy chay tất nhiên họ có thái độ bình thường, họ không tẩy chay mà họ tẩy chay tất nhiên họ phải cái ngày nó sẽ làm, tôi không nói ổng bị sụp đổ hoàn toàn nhưng ổng bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng như vậy tất nhiên phải có vấn đề với cộng đồng chứ. Khi mà anh nói vấn đề cộng đồng phản đối với tẩy chay, cái cộng đồng hoàn toàn đúng à? Bao nhiêu phần trăm trong cái số đa số thầm lặng của hơn 1 triệu người Việt Nam hải ngoại, bao nhiêu người đồng ý với quan điểm đấu tranh của anh, cho rằng cái việc Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Phương Hùng phỏng vấn cộng sản là sai? Thứ nhất tôi trả lời rất là gọn, tất nhiên là có, bữa trước không có, bữa trước và Nguyễn Cao Kỳ Duyên không bị tẩy chay, bây giờ có tẩy chay dù 1, 2, 3 cũng có ảnh hưởng cái này. Thứ hai nữa vấn đề con số thống kê đó, anh cũng không có thống kê là bao nhiêu người ủng hộ Nguyễn Cao Kỳ Duyên, bao nhiêu người ủng hộ Nguyễn Phương Hùng ngồi như thế này, tất nhiên là ông và tôi cũng không có một thống kê. Ngay cả cộng sản Việt Nam bây giờ đài đào bóc cổ, bây giờ ông hỏi bao nhiêu người Việt Nam chống nó, tôi nói là 86 triệu người, chỉ có hơn 1 triệu đảng viên cộng sản với 14 thằng đảng viên cộng sản là thích cộng sản thôi. Và có thể ông không đồng ý thì chúng ta chỉ nói lên cái nhìn của chúng ta thôi, và nên chúng ta không có xác suất. Đó là chắc chắn có tẩy chay, một người cũng là có sự ảnh hưởng. Vấn đề quan trọng là trong cái sự thật, để tìm kiếm một sự thật, sự đích đáng. Thì nếu một người tẩy chay và 1 triệu người đồng ý thì cái nào hơn? Anh có cái gì anh chứng minh 1 triệu người đồng ý? Đâu phải những người thầm lặng. Anh coi nước Mỹ vừa rồi đi biểu tình này nọ, 350 triệu người dân, bao nhiêu người biểu tình ở Washington, Ohio hay là Wisconsin, Wisconsin bao nhiêu người dân trong đó, cũng giống như bao nhiêu người đi biểu tình này nọ, ví dụ căn trường đó, người ta nói nhiều 10.000, 15.000 người này nọ, mà mình có mấy trăm ngàn người, chứ đó không phải là những người không đi biểu tình, là những người không đồng ý quan điểm chúng ta, có điều vì lý do họ không biểu tình thôi. Cảm ơn ba vị, và bây giờ mỗi vị cho một cái ý kiến của mình chung cuộc về cái sự kiện này. Sự kiện nào? Sự kiện mà chúng ta đang nói tới, tức là cái vấn đề đi phỏng vấn và tư cách báo chí, tranh đấu vân vân. Tôi xin được nói, theo tôi thì cái quan điểm nếu làm báo thì mục đích chính và cái bổn phận của chúng ta là đi tìm hiểu sự thật và phản ánh sự thật với quần chúng. Đặc biệt hơn bao giờ hết, đối với những người lãnh đạo cộng sản bây giờ, như ông đại sứ ở đây đó, chúng ta cần biết họ muốn gì. Và chúng ta khi muốn tìm biết như vậy đó rất khó khăn. Và đòi hỏi chúng ta phải khôn khéo luồn lách để mà đạt được cái điều đó. Thì cái việc ông Nguyễn Phương Hùng này đó, riêng cái phần ông Kỷ chê trách ông Nguyễn Phương Hùng là một nhà tranh đấu mà lại đi phỏng vấn cộng sản thì tôi không đồng ý. Bởi vì ông Phương Hùng theo kinh nghiệm của tôi, đồng thời có thể làm nhà báo và đồng thời cũng có thể làm nhà tranh đấu. Cái quan trọng nhất là chúng ta phân biệt rõ ràng lúc nào là tranh đấu và lúc nào là đi phỏng vấn. Tôi có thể phỏng vấn để tìm hiểu sự thật và sau đó tôi tiếp tục tranh đấu. Bằng chứng nếu tôi là Nguyễn Phương Hùng,
Sau đây tôi có thể viết bài, chúng tôi không đồng ý với những câu trả lời của ông đại sứ. Và chúng tôi nêu những điều tôi không đồng ý, tôi nêu những điều tôi không bằng lòng. Đó là vai trò người làm báo. Vâng, tôi nghĩ là ông cáo buộc tôi một cách vô tội vạ. Thứ nhất, tôi không hề che trách ông Nguyễn Văn Hùng. Hồi nãy giờ tôi chưa hề che trách. Và tôi sẽ không hề che trách. Bây giờ ông có tới ông chửi cha ông tổng lãnh sự, tôi cũng không khen ông. Mà ông tới ông quỳ lại ông tổng lãnh sự, tôi cũng không che ông. Tại vì có quyền của ông. Tuy nhiên cái tôi muốn nói là tôi nói với cộng đồng, các tổ chức đấu tranh đây. Ông Hùng như vậy đó, ông đi, ông vừa đi ha đường chiều là ông vừa truyền thông và vừa nhà đấu tranh, quý vị hãy cẩn thận. Ok vậy thôi. Tôi chỉ nói cho cộng đồng biết, và tôi nói cộng đồng với tôi không nói với ông. Tại vì có quyền của ông mà. Thứ hai nữa là người ta nói là bây giờ tìm hiểu lãnh sự, có thể ông ấy sẽ ra ha, những người không biết về cộng sản họ đi tìm hiểu. Nhưng có những người đi gặp để mà tạo cái tư lợi ha, để tạo cái uy tín với cộng sản hoặc là này nọ. Xin lỗi anh, có những người biết phân ở thúi mà ông lã họ ta đưa được ăn, tôi ăn tôi mới biết thúi được à. Cái đó là cộng sản vậy, nó thúi quá mà bây giờ mình ngồi với nó cho được. Còn những người họ không biết nó thúi thì họ có quyền ngồi, cũng như những người cầm phân ăn, con nít nó cầm phân nó ăn tại vì nó không biết phân thúi. Nhưng những người lớn mà cầm phân ăn tất nhiên người đó là họ cố tình ăn phân chứ không phải là vô tình. Xin mời cái này để mà nhân tiện ông này ông ấy nói về về cái phân, thành ra đó tôi nhớ lại có một cái nhà chính trị họ nói hay lắm. Họ nói rằng thì là tất cả những cái tổ chức bảo vệ nhân quyền nọ kia đó, nó là bọn bới cứt ra người, cứt thì nó phải thối chứ. Thôi đóng cái đó lại. Còn cái vấn đề về cái vụ này phải không ạ, thì cái câu chuyện là quên, ông này ông lại ban nãy ông lại còn nói một cái câu đại khái là ông này ông lại còn định nói là anh này đi qua đây và với tư cách người tị nạn bảo ạ, hay cái thế thì nó có cái buồn cười thế này. Mình mắng nhau là đoàn quân 800, mình mang mình chế giễu nhau, và có nhiều người lại nói rằng thì là đi qua đây nước Mỹ nó có mời anh qua đây đâu, bây giờ anh mở cửa anh mới về đây, tại sao anh ở đây bảo ạ. Câu chuyện nó không phải vậy. Ta nhìn thấy cái họ làm như là chính là do tranh đấu của họ mà đã mang những người HO hay những người qua đây để ăn welfare. Tôi thì tôi nghĩ rằng ăn welfare đó ngồi để không chết đói mà ngồi suy nghĩ về cái việc làm của mình trước đây. Người Mỹ nó đã ủng hộ mình, ghét mình mà mình không làm ra cái trò chống gì, để đến nỗi mà nước Mỹ là nước duy nhất thua trận ở Việt Nam chỉ vì cộng tác với Việt Nam Cộng Hòa. Cho đó giờ này ngồi ăn cái 800 này, tôi vẫn lương tâm tôi nghĩ rằng đây, ngồi đây để nghĩ về cái sai lầm của mình, cái làm nhục của mình đối với quê hương, cái tội của mình đối với quê hương. Đấy là cái tôi nghĩ như vậy. Xin mời anh Trường, tổng thư ký của buổi kết thúc buổi hôm nay. Cái buổi hôm nay mặc dù trước đây hoặc là trong tương lai không biết thế nào, chúng ta có những bất đồng và chúng ta có những cái ngộ nhận khác biệt rất nhiều, và hôm nay ngồi với cái tinh thần như vậy, tôi thấy đây là chúng ta xứng đáng sống ở cái xứ tự do và cái đất này, và chúng ta đã thể hiện cái tinh thần đó. Tôi rất là xúc động với cái tinh thần như thế này, và tôi nghĩ rằng chúng tôi những người trẻ nên lắng nghe tất cả ý kiến của các bậc cha anh để chúng tôi rút ra một cái bài học cho chúng tôi. Xin cảm ơn mọi người.